mày cái lòn của người ta cũng nhảy mũi nữa. Nói giỡn thôi, cái lòn nhỏ nó đụ đụ cái gì mà cừ cái lòn tao hả? Nó đụ thằng kia chạy cái lòn rồi, nhỏ kia hai cái lòn nó chạy rồi dập à, tính lưu ra đây chiếc lòn chạy vô vô đụ nhỏ đụ nhỏ à, lúc đó bỏ chấp cái lòn đi rồi. Hai bà nó chấp hết lòn rồi. À, cho bà là đủ người ta, hai người đủ lết nhau hả? Rồi mày nó có đủ đủ nhảy mũi trời, chúng chữ bà nội. Chữ bà nội. Chúng chữ. Ông nội này ông nhảy mũi bà chứ. Đi ngủ nó bị cảm hay gì á. Đụ má mà đứng lòn chứ gì. Đụ má là bịt lòn rồi sao uống. Chúng chữ tao thiệt á, cho đụ qua đây. Chúng chữ nghe. Trời ơi, con quỷ. Chảy cái lồn ra này nè. Cái gì? Vậy vậy. Vừa vậy vậy chùi đít. Mèo chùi gì chùi đây. Cứ chùi miệng chùi lồn cũng được hết hả? Nhỏ chùi chứ. Chơi cái này chùi miệng hay chùi lồn chùi lồn chùi lỗ tai luôn hả? Nhỏ là vô duyên. Chùi má chùi cái gì ta? Giấy đa năng. Giấy đa năng chùi hai ba chỗ. Chùi gì? Chùi lỗ tai lỗ miệng lỗ lỗ đít. Chúng chúng đủ tao chặt tay lên này chúng chửi thiệt. Đủ thiệt chứ mới chơi đâu nghe. Đủ đủ đủ. Tôi nói ờ rồi hôm rồi tôi đâu có làm cái lộn mà tôm chết. Đủ ai đâu làm tự chết đó rồi ai đủ tôi. Sao không nói trời chết rồi hai cái tôm của tao đi cà nát rồi đủ rồi đốt ngang mũi cũng tao nữa đốt để cho nó gió bay ghét ngang mũi vô chết cái lòng của tôi chơi chạy nói nè thôi những kia thôi mày quá kia đụng xong rồi đụng xong. Rồi dự định không phải dự định đẻ. Tao lại gầm cho nó, tao kêu tao đẻ. Tao lại mà đi đủ liên lửa. Đẻ gì? Đẻ văn hết. Đừng. Nha cha. Thôi, anh im đừng có bầu nha, ngồi cũng sợ lắm. Có chừng mấy cái? Tao có ba cái à. Thôi tao lao đi. Mùng mấy? Mùng 6, mùng 9. Thôi. Mùng mấy đây nữa. Mùng mấy đây nữa. Mùng kia là lúa mấy ta? Mùng kia là lúa mấy ta? Tao lao đừng có hỏi. Qua qua đâu không có, không có kia thôi. Tao lao. Đủ đó nát rồi xong rồi con mới ra nè mấy ba. Rồi gì nãy giờ ông nhậu nhà có rồi. Có rồi xong rồi. Cái này ông đậu ông ăn tôm chứ không quá trời. Ăn cơm ở tôm đồng. Tôm với cả gì? Rồi, ông sưng lắm từ tà lao quá cùng á. Đủ đủ không mấy ông. Đủ. Lông lòn, ô cái đầu mày hết chưa cho? Cái lòn nó nổi lên trên đầu mày á. Hả à, sao dạ tin coi 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 nổi nhiều không nổi lòn trôi mất ớ nổi lòn trôi á đâu mà vũ vũ nó có bay bèo xong luôn chết cá hả cái đầu mày tức trâu đủ má cái lòn bay mà đủ 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 cà phê ơi cà phê ơi ơi có ghẹ chưa cưng à cưng để chinh chưa trời ơi chúng chữ ta nha à, cưng có ghẹ chưa tào lao cưng đừng có chửi chị nha chị chữ cưng được không có à, cưng à, trời ơi hỏi tao tào lao mà à, cưng hai à, cưng nhiêu tuổi rồi mà cưng mất chinh ngày hôm qua hả hả à, cưng nhiêu tuổi rồi lại đây chị đủ cái coi thành bậy tao bạ quên để lý đủ đủ chị với cho nước đá chui vô lòn chị này cưng bỏ này được không ai cho cá cho trái cho chết con cá rồi ê chết cái lòn ê cưng chút qua đây chơi nghe qua đây nói chuyện chơi đủ đủ ha đủ đủ ngồi đây chơi chơi vui cái lòn chị chút á nghe cưng đi lại đây nè ngồi đây nghe ha ngồi đây ngồi đây đi gái ngồi dưới lớp dưới năm chung ngồi đây đi ướt là ướt luôn có năm cắt à tự mấy ta mắc lại có người đó đây đó chuyện nhỏ rồi thấy đứa này vậy là mẹ
Bà Lội ơi, chúng tử là bạn riêng tao hoài. Đủ má, chúng đủ tao mà. Đủ bữa, còn bằng tay mà bịt mặt gì. Chúng tử tao đó là quỷ. Chúng tử bằng bàn tay. Không có nghe, không có nụ nút chặt, không có chút xíu mà sao mà thương chặt. Cũng một hồi sáng giờ hai chữ. Tới rồi, tới rồi. Ai mà đủ tao vậy hả? Tin đủ ai? Trời ơi trời. Ủa đủ rồi, sáng giờ mày có bóp lòn cuốn nhỏ nào không mà lại đây? Nhỏ thì vô chi? Suối bậy thôi ha. Mà lao không đủ nhỏ. Ê cái lòn ai mà mày móc? Nhỏ không? Móc gì? Móc lòn của thằng Châu. Thằng Châu có lòn không? Trời ơi, mày giết còn gấp gần hết trơn. Tàn đã hết rồi hai đứa luôn. Mặt hai năm, gần hai năm trời. Rồi có dắt cái lòn lên dài lên không? Tôi mới có ba năm mới ghét gì vậy? Té tôi chẳng có trời. Rồi xé nó đi cho lòn. Xé! Xé đi cho lòn hư đi. Xé luôn. Gắt lòn, gắt lòn. Giờ chẳng có giá lại cho. Để gì quá trời giữ sao không? Giá sao được? Sao không? Có mày nuôi rồi. Để gì trong đây nè, mà giá kêu lên. Giá kỹ mặt. Cho mỗi ai nuôi em ơi. Gớm không? Ơ cho mượn cái lòng nu đi cưng. Đọc liền. Ơ mày nu đọc gì đây? Nước mắm me, một ly. Em quay file đi. Quay file là gì? Ủa anh. Lại cái cá coi một hay gì? Nó. Hai cũng vậy nó. Luôn. Gặp ta hỏi chị nó. Chị nó. Anh thấy được không? Thấy được không? Đủ cá coi lòn hai chị Nguyễn sư trụ bát bát 1191 lòn 0091 hẻm vô đường thê tha hai căn. Bọc cái gì trời. Ủa, cưng chút lại nghe, bưng nước rồi lại đi chơi, lại đây chị bắp chú cưng có tí xíu à. Chúng chữ nụ hả? Hai người đủ một người rồi sao? Trời lão ơi, suy nghĩ gì người ta hoài đó. Hoài đi. Chữ tao nghe, đủ không có được đâu. Suy nghĩ đâu, suy nghĩ. Có đủ má cái lòng Châu sáng giờ đắt không Châu? Sáng giờ cũng thúi ruột, có làm gì làm. Sao làm gì thúi ruột, có lột, có thúi không? Thúi rồi. Sao kỳ vậy, lột thì thúi rồi. Lột ai mà cười dưới thằng ô. Còn mắc cười. Lột làm gì mà mắc cười. Đấy, là thúi hả? Thúi ruột, có gan. Trời ơi, sao mà thúi vậy ạ? Nữa không? Chị phải có bánh mì thả chút cho nó ăn lòn nha. Nè, con mì thả lòn chứ nó nổi nó ăn mau lắm. Nó cắt. Rồi nó cho gì ăn ta? Ở đây nó ăn lòn chứ. Để gì ở đây phải. Ủa nãy giờ có bắt quạt không? Sao gió mát chứ ta đủ. Đủ cái lòn nhỏ kia. Ê, có khi nào họ có giò lộn ra đây không? Có. Chắc con tức chết. Con xé banh luôn quá. Ọt ra cái tao xé banh luôn, cái lòn tao cũng nằm ngay chân cái lỗ này. Mặc quần này là cái vấn đề đó. Đúng rồi, khó gì. Nhà lưỡi kia cũng vậy kìa. Nó dễ hơn. Lọt lọt. Đủ má nó. Chạy đi đầu thai. Chạy đi đầu thai rồi, đi xuống bờ ông qua quận. Kịp giờ, 12 giờ trưa nè. Sáng bán là tới trưa rồi. Mới về nè, mới đủ một cái rồi ra. Không, chiều đủ cái nữa. Chiều đi bán đủ chứ, chắc chiều ở xuống một cờ đủ tắm thằng thôi, đủ công ngưng. Đủ tràn hình chứ. Đủ công ngưng. Đủ trưa nha. Về đủ dập phổi chẳng rồi đó hả cưng. Đủ tràn hình. Đủ dập phổi đó. Còn hộp cơm chưa ăn hết mà. Sao ăn đi mà. Đói. Ăn hết hộp à? Trời Phật, ăn mà ăn gì kia thôi đó hả?
thằng này đủ đủ lê gơi. Mày đủ ra mày cho thằng lòn dưới nghe, tao thấy đi rồi tới số nó chết cái lòn nằm dưới thú bắt đó ông nội. Đủ cái lòn chân ơi, chân da coi nè. Ngộ đò mới tao nói là cá này cá cá mà mũ. Cá mà mũ. Ờ, sao thấy nó. Hôm bữa buổi sáng là bán hết trơn 100 bánh. Nay bán hết nhiều rồi, sáng giờ nhiều rồi. Bán hơn phân nửa. Bán hết trơn. Chiều luôn là cả trăm rưỡi 200. 200 bánh cũng hết đủ con nhỏ nghe, ai mà đủ tao chờ tao đủ một chút xíu nghe cưng. Chờ đủ đi, chờ đủ đi, chờ đủ đi. Nó máy vậy trời. Đọc không tiền với nhá qua đến nhá lại nhiễm sắp nè nó chào con mắt cười luôn ăn luôn hả giờ là đói rồi đêm nào, đêm nào sao cười ai cũng cho đủ chi có ai chịu nhậu chi tự có nhậu với cái lòn hư đó có nhậu chi với cái thì... mày liệu luôn hả Châu bộ liệu luôn hả con trâu có liệu khi giờ lại cái đồ có liệu cái gì nhãn cậu ba là sao không ai nói chuyện chưa đủ sao kỳ vậy giờ đeo được chưa còn lỏng nữa đó lỏng gì được rồi đấy nhãn mà đổi hoài một lúc thì nhỏ một lúc thì bự xong giờ là nhỏ lên đổi hoài vậy hay là ốm nhãn người ta đeo rồi ta không có được tháo ra nữa. Đúng rồi. À, nhãn là đeo từ ấy giờ tháo ra chừng 4 lần không được. Bẻ đeo không còn không lộn. À, tao bị ấy nè nó tháo ra nè. Tôi giặt đồ sợ. Nè. Đây cái nhãn của bà đó cho nè. Không có bị gì đâu nghe, tại nhảy xong tắm đó cái nước ở dưới cái nó là nổi nguyên cái lòn lên trời ơi đi nó sưng. Cái ta kêu quân vô kéo ra cũng chết. Cái lòn con xin tới giờ có thể Mỹ đem cái đó đem vô cái thì không có sao mà tại mình bị người ta đụ đó. Ồ, bị nước ở dưới đó nó dưng cái lòn lên hàng chi cái nó bị sưng. Cái bữa nhảy xong đó nó thuốc xong từ mỗi cuộc sống cái cục gì mà bự dưới cái trời cái bộ má dữ thần ơi ha. Muốn mà con người tế thì phải diễn muốn cái lòng hội diễn cái phải diễn với mình nổi tiếng không đủ là sao đem lại đây đụng hả lại đây đụng hả lại đây đụng hả nhóc nhờ đụng có rồi mẹ nó không để mình giao quán mình bán đủ cái lòn con hạnh mà anh kỳ luôn mà 15 kg không đủ cái lòn 15 kg quỷ sao bỏ ở ra ngoài đi nào cũng chết bây giờ giò mày đi đủ giữ thằng con giữ gì vậy đây nè cái lọn 15 kg nằm đây nè mà cứ kiếm hoài 15 kg căng rồi mà nó hơi yếu bỏ dĩa ra đây coi mà nội đừng miệng nha đừng miệng chú hồ cá đâu nha dĩa không hả dĩa với cái chén màu xanh xanh đó chị Vĩnh Hồng Kim có tô không không tô của Ngọc đó bà nội mấy mà hấp miếng đi ê đừng có để chú hồ cá cho bà miệng rồi miệng trời nhỏ này ai đâu đủ bất tử mày có đủ bất tử không buổi trưa này về đi có 3 cái chứ nhiều má đi sao không trời tỉnh bơ nè tao đứng nãy giờ tao tự chống đi ra đây á mà cái lòn nó hơi mệt thôi đừng có khùng mày lòn mày mệt không hả không hả sao kỳ hả đi phải thu hả sao cái lòn mày kiếm không trời nó cắn chết chết cái lòn bị kiến cắn rồi ở trong tù con kiến nó cắn con cu khi con cu nó thù con kiến thù cu con cu thù con kiến cắn cu
xin chầu dầu. Múa phải tài múa quá. Sao? Kêu nó học cái nghề đi, rồi lông lòn bên kia nó không thẳng, con lông lòn bên đây thẳng rồi giao bánh nước, rồi bên đây quéo, bên đây không quéo, rồi cái rồi mình cái người ta mua, cái mình vừa bán vừa cái rồi để tí vô cho người ta uống cái người ta thắp. Là nghề gì? Sao ai biết tao nghề gì hả? Nãy giờ mày nói nghề gì hả? À, để kêu nó học nghề tóc. À, nghề tóc là phải làm gì đó hả? Vậy? Ông bên kia rồi nó thẳng, bên không thẳng, hai đứa nó làm. Rồi cái về bán nước luôn, rồi có bên đây cái để miếng lông, miếng vô, rồi quá mệt mỏi. Uống vô cái bị tê mình, cái người ta khu mà. Là gì trời? Nghề tóc mà uống lông là gì? Uống lông quán, không quán đó. Tự nhiên bên nhủi, bên không nhủi đó, hai bên cái đầu. Ủa? Xui ơi. Xui ơi. Nữa đi đừng có mang đừng mắc ổng mày. Xui ơi. Đi làm xui nè anh xui ơi. Mới bước vô đủ anh xui gục phòng. Rồi ổng có đủ không? Ủa nghĩ tào lao. Đi đi. Trời ơi xui mộng mới đê hả? Nghĩ tào lao. Xui gì kì vậy? Chào anh Chui. Chào anh Chui cây. Chào anh Chui. Ăn được cái chuyện Chui muốn lộn chưa Chui. Trời ơi, trời ơi. Thằng Quỷ, tao đừng có nói gì tới nhẹ. Sao hết Chui lộn. Thôi, đừng nói lộn Chui ơi. Thôi, đừng nói lộn lộn nghe anh Chui. Vậy là mạ không hậu. Nó bậy bạ, đừng có nói chuyện của người ta. Nói chuyện mình đi, đủ người ta không à. Chui ơi, đủ anh Chui được không hả? Được. Được hả? Để tôi rủ giùm cho. Ờ, rủ đi. Rủ rồi anh Chui, anh có bóp nút tôi không? Trời ơi, trời ơi, chết luôn. Gỡ gà, gỡ gà anh Chui. Gỡ gà anh Chui, thấy được không Chui? Đúng không? Vậy nè. Rủ nè anh. Không coi nữa đâu, quỷ. Ông có coi kệ, ông coi thì nâng cho ông coi. Ừ, xui. Xui ơi. Má lại còn bơi xui bóp 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 bóp. Lòn nhanh chú. Ông nghe được. Ông lên lên. Thôi, liếm lòn được không anh xui. Ờ, anh bóp dấu vậy hả? Xui ơi, ai bên kia sao mày cự? Quay chỗ ai chứ? Chưa có bắp nước mà xui không? Nói là chịu riêng. Anh liếm đầu mà. Anh liếm đầu mà xui ha. Đừng. Mình còn liếm luôn đi. Tôi đâu có đâu có chơi. Tôi cũng đâu có cấm. Sáng lắc ba cái thôi. Trời ơi. Chịu không? Đừng. Lại quả không mày ơi. Đồ anh chưa tàn hình. Ốp. Cái lỡ có màu anh sao trời. Mô sinh.
rồi có ai không vớt không thử này. Đâu có vớt được. Được. Ừ, nó được đâu mà được. Nó cắn không? Không. Quay cái quay tao vớt. Đủ con cá ạ. À. Đủ má mày nó giật thịt. Đẹp quá, mà vớt không được. Đủ cái lồn vớt được không hả? Họ chìm xuống dưới rồi. Kêu nó lên đây. Bóng bóng bang bang lên ăn lồn của tao nè. Cá ơi. Bóng bóng bang bang lên ăn lồn của chị đi kinh ơi. Dắt đi. Kêu ra ngoài kêu nó lên. Bóng bóng bang bang lên ăn lồn của chị cho nhiều nhé. Cơm bạc lồn của nhà tao. Họt tay xuống chụp cái lồn tao kiếm cắn lồn tao mày ơi kiếm chữ thằng ôm rồi kiếm. Bóng bóng bang bang lên ăn lồn của chị Linh. Ăn lồn rồi mày tao cho mày vào một cái. Ủa má mày vào vào không sao nằm nè. Thằng này bá chán không. Cá cá gì mà đen cùi lùn. Ăn lòn chỉ nè cưng. Bắt ủa má mày cái gân tao nghe một cái ngay chân cái lòn nghe cái tưng. Bà đi bán gì ở đây à? Đi cái lồn đi đây cái lồn ngoài đường á rồi cái phơi nắng rồi vô đây cái héo rồi. Lại gì trời đi bộ không nổi. Hôm nay đi bộ hả? Đi bộ thôi rồi không chạy xe. Bộ ngộ hơn đi xe. Đi bộ ngộ hơn đi xe. Đi xe có sướng hơn đi bộ. Lại gì thôi. Lụ đi đi bộ sướng hơn đi bộ. Đi đủ sớm không đi không đủ. Đi cắt gỗ liền cây, cắt gỗ. Cái đủ để nữa cha lên một lít lô tô rồi kìa. Đủ lô tô. Rồi hết căng tiếng được, căng tiếng quá sao đọc được ta. Đủ đọc thử coi, coi đọc thử coi được không nghe. Đủ đọc thử rồi. Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ga con mấy gì ga con ba gì đây con ba gì đây má ơi đừng gả con gần con qua xúc gạo nhiều lần má la con ba mươi ba trở lại đây nè cưng kính chưa kính chưa lại đây kính là chung mới vậy chung nó cái lồn. Con hai gì đây, con hai gì đây. Trời đất ơi không lẽ mày ngồi xuống mấy bố nhớ quanh tay kêu trời tháng con. Mày hãy sách mát vừa theo tầng lũng tàn. Mẹ lâu vô nhăn nó chẳng thương xót lòng này. Thằng hỏi đầm dư con nàng, thằng hương quạt lê tàn ác. Tối đêm nay ta sẽ đốt nhà lầu lòng nước giết hết bọn làng lính và giải cứu em lại 22 con 22 22 con chính gì đây con chính hỏi thăm nè hỏi nè em nghe kính chưa em áo xanh kính là chúng gì chính cung chưa cho em cái lòn ố hiểu không kính ha kính đi cái hò đó nghe bắt đầu tới cái hò nghe cô kia bắt ốc quên còn lỗi qua lỗi lại cái nợ đóng chân còn số không rồi không có quần mặt thôi. Xí hai tay á.
đủ người ta, nó đủ dữ thằng hả cưng. Thì ba nào ấy khùng. Ngón tay thôi. Làm cái đổ gì vậy? Cư cái lon. Ông nội chụp chữ con. Cư cái lon. Qua đây. Qua đây nè cưng. Qua đây nè, cư cái lon. Qua đây. Qua đây, qua đây chưa đố em bắt được chị. Nên là không bắt được. Nên là không bắt được con chó nghe. Ông chung chữ con nghe trời, hai ông nội. Đi qua đây đụ chị nè. Đi qua đây chơi, ở đụ cái lon chị nè. Nghe không? Trời, bà nghĩ qua đây bóp vú luôn, nó không có ai uống nổi vậy trời. Qua đây chơi. Qua bưng cái ly nước chị uống giùm cho. Đừng thở không nè. Trời ơi. Qua, đủ qua đây chơi cưng. Bưng ly nước luôn nghe, chị uống cho. Trời ơi. Cái tự cưng mắt chinh chưa cưng. Trời ơi, cưng có đủ chưa? Mất chín là nào hồi qua hả? Quỷ, đào lao. Mà chữ đó. Cưng chị không có mất chín chị đó, giờ còn lên à. Chúng chữ sao thiệt á. Đủ không? Ủa? Đủ cưng qua đây nè. Qua đây nè, cưng chị ơi, chị đủ cưng. Chị đủ cưng không có mất chín miếng nào chứ. Đủ thiệt, không có đủ giả. Chữ nghe mấy cha. Hi đủ hi hi. Đủ hai đứa đồ nóng. Đủ đồ nóng. Xé lòn, tối ngày nó xé lòn không. Xé lòn cái lòn mà còn chết không. Đủ cái lòn còn chết không. Còn mà hả, tao biết còn mà.